Yumi là kiểu người đặt tình yêu lên trên hết, trong đầu cô cả ngày chỉ nghĩ đến tình yêu. Yumi thích chàng trai nhỏ hơn cô 5 tuổi tên Uki, mà Uki còn là đồng nghiệp chung công ty với cô. Anh ta qua chào hỏi cô, còn bỗng nhiên hỏi Yumi có phải sống ở Lawson không. Yumi thấy rất kỳ lạ, tại sao lại tự dưng hỏi địa chỉ cô ở. Não của Yumi bỗng nhiên như bị khống chế, trong đầu liên tục có giọng nói gào thét bảo cô đi hỏi. Thực ra có một đám tế bào nhỏ đang sống trong não Yumi, nơi này chính là thế giới trong não Yumi. Hai tế bào nhiều chuyện này, con gái là tế bào cảm xúc, con trai là tế bào lý trí. Mỗi tế bào trong này đều điều khiển từng hành động cử chỉ của Yumi, không khác nào Inside Out phiên bản người. Tế bào cảm xúc thấy Uki hỏi địa chỉ của Yumi, chắc là muốn thả thính cô. Yumi chạy thẳng đến phòng họp gọi Uki ra ngoài, cô bảo có lời muốn nói, nhưng Zubi liên tục dõi theo. Zubi cũng rất thích Uki. Lúc này tế bào bất an trong não Yumi xuất hiện, bảo Yumi đừng hỏi, vì sợ đến lúc đó Zubi sẽ nói linh tinh với mọi người. Bảo Yumi cứ bám lấy đàn ông nhỏ hơn cô 5 tuổi. Yumi bỗng dừng hành động của mình, cô không dám hỏi nữa, vội vã bỏ đi. Khi Yumi thấy đói, thế giới trong não biến thành thế này, tế bào khổng lồ này là tế bào thèm ăn, sự xuất hiện của nó cũng có nghĩa Yumi muốn ăn rồi. Tớ đói quá, tớ muốn ăn gì đó. Đói quá. Nó ngày càng to lên chứng minh Yumi càng đói, cô không chịu được nữa vội vã chạy xuống tầng mua đồ ăn. Trong lúc mua đồ thì Yumi gặp Uki, anh ta muốn mời cô cốc cà phê. Khi lấy cà phê, Uki chạm vào tay Yumi. Tình trạng hiện tại của cô là thế giới trong não xuất hiện mưa hoa, các tế bào đều rất vui mừng. Khi mở cửa, Uki bất cẩn chạm tay cô lần hai, các tế bào trong đầu cô hoan hô nhảy múa. Lúc này Uki hỏi cô mấy giờ tan làm, cô có hơi hoảng loạn tưởng Uki muốn hẹn mình. Hơn nữa thấy anh ta mua nhiều cà phê như vậy, cô đoán Uki cũng tăng ca. Yumi giả vờ bảo mình rất bận, chắc sẽ tan làm muộn. Ai ngờ Uki lại bảo hôm nay không tăng ca, anh ta vốn định thuận đường đưa Yumi về nhà, vì hôm nay Uki đi qua chỗ nhà cô. Tin này như sét đánh ngang tai. Trong não Yumi có một tế bào cực kỳ mạnh, đó chính là tế bào tình yêu. Nhưng 3 năm trước vì Yumi thất tình, thế giới bị ngập lụt làm trôi mất tế bào tình yêu, khiến tế bào tình yêu hôn mê đến giờ. Từ sau khi tế bào tình yêu hôn mê, Yumi cũng trở nên cù lầm cù lì, trực giác cũng không chuẩn nữa. Bỗng nhiên Uki qua tìm cô, anh ta bảo mình sẽ đợi Yumi tan làm. Tế bào tình yêu của Yumi bỗng có phản ứng, có cảm giác sắp tỉnh lại rồi. Yumi chạy deadline nhanh đột xuất, các tế bào đều rất kinh ngạc vì chúng chưa từng thấy não của Yumi hoạt động nhanh như vậy. Vì tình yêu, Yumi liều mạng. Sau khi làm xong, cô vội vã chạy xuống, nhanh chóng ngồi lên xe của Uki. Ai ngờ Zubi cũng ở trong xe. Yumi bỗng mất hết ý chí, Zubi cố ý lại gần ngăn cản hai người họ. Sau khi Uki đưa Yumi về nhà, Zubi vẫn đi tiếp cùng Uki. Đến tối, khi xem điện thoại, Yumi thấy Zubi đang ảnh chụp chung với Uki. Hai người đi chơi đến sáng sớm vẫn chưa về. Ngày hôm sau đến công ty, cô lập tức ngó xem Zubi đã đến chưa, vì Yumi rất tò mò tối qua Zubi với Uki đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Zubi đến thì lập tức đi tìm Yumi, cô ta liên tục khoe khoang tối qua đã đi chơi những gì với Uki. Lúc này các tế bào liên tục giữ chặt máy kiểm soát biểu cảm, giúp Yumi giữ được nụ cười giả tạo mới được, nhưng thực sự rất khó. Yumi nghe một lúc thì không cười nổi nữa, máy kiểm soát biểu cảm bỗng chốc mất kiểm soát, vẻ mặt của Yumi chuyển sang thờ ơ. Lúc này Uki lại qua đây, Zubi cố ý hẹn Uki đi chơi ngay trước mặt Yumi. Bỗng nhiên Uki lại hẹn Yumi đi cùng, Zubi thấy rất không vui nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì. Cô ta hùa vào rủ Yumi đi chung, Yumi gượng gạo đồng ý, nhưng Zubi đâu để yên, cô ta lại gọi trưởng phòng cố ý để bốn người đi chung, đến lúc đó sẽ phân thành hai đôi. Zubi nhất định muốn trưởng phòng với Yumi đi cùng nhau, tiện cho cô ta với Uki bồi dưỡng tình cảm. Nhưng trưởng phòng bỗng bảo cuối tuần anh ta cần đi ký hợp đồng với khách, không đi được, có thể đổi sang thứ bảy không. Zubi bảo thứ bảy thì cô ta không đi được. Sau đó trưởng phòng bảo mình tốt nhất không đi nữa, giờ lại biến thành chỉ còn Uki với Yumi đi. Zubi không muốn hai người có cơ hội ở riêng với nhau, cố ý bảo Yumi đi cùng với một người đàn ông thì sẽ không thoải mái. Các tế bào của Yumi liên tục cổ vũ giúp cô có dũng khí, đồng thời tế bào tình yêu của Yumi cũng tỉnh lại rồi, nó châm lửa tế bào côn đồ để côn đồ biến thành tế bào bản chất, giúp Yumi nói ra lời thật lòng. Hai người cùng đi thì sao chứ? Tôi thấy có sao đâu, ngược lại còn thấy rất ổn. Cùng đi đi Uki à. Trước khi đi chơi, Yumi mua một bộ váy, nhưng cô nhìn lại thì thấy không có giày phối với váy. Sau đó vì một bộ váy, cô mua một đôi giày để phối với nó, nhưng nhìn chân mình vẫn còn thiếu gì đó. Vì đôi giày cô tiếp tục đi làm móng, nhân tiện làm luôn tóc. Khi thanh toán thì hào phóng trả hết, không có chút do dự nào. Cứ như vậy, Yumi bất giác mua nhiều đồ thế này, cô tính thử thì đã tiêu hết 3 tháng lương. Nguyên nhân của mọi chuyện đều do tế bào thời trang trong não Yumi gây ra, các tế bào đều muốn nhốt nó vào ngục, không cho Yumi tiêu tiền linh tinh nữa. 3 năm sau, nhà giam quyết định thả tế bào thời trang ra ngoài, đó là vì hiện giờ Yumi sắp đi hẹn hò rồi. Tế bào thời trang điều khiển Yumi ăn mặc theo phong cách quang gu, đó là loại phong cách trông thì có vẻ rất tùy ý, nhưng thực ra chăm chút rất kỹ. Sau khi lên đồ xong, Yumi vội vã ra ngoài, nhưng cô không ngờ Zubi lại gọi điện cho mình. Các tế bào của Yumi đều cảm thấy đây chắc chắn không phải cuộc gọi bình thường, chúng khống chế Yumi không cho cô bắt máy. Quả nhiên, từ xa cô nhìn thấy Zubi đến điểm hẹn. Zubi không muốn Yumi ở riêng với Uki nên đã cố ý đến ngăn cản. Yumi thấy tình hình không ổn vội vã bỏ chạy. Cùng lúc đó, Zubi cũng thấy Yumi, cô ta liều mạng đuổi theo, còn
Yumi cứ như vận động viên điền kinh, chạy cực kỳ nhanh. Yumi nhanh chóng tìm thấy Ukiko, vội vã kéo anh ta chạy về hướng ngược lại để tránh Zubi. Zubi đuổi đến mức đau cả chân, cô ta đành phải ủ rũ ngồi ở đây. Để trốn Zubi, Yumi dẫn Uki đến một nhà hàng dùng bữa. Lúc này Uki bỗng hỏi Yumi, chị có thích kiểu con trai nào không ạ? Không biết chị có bạn trai ngoài công ty không? Lẽ nào chị có rồi ạ? Không có, thật sao ạ? Thật sự không có. Yumi vui phát điên, sau đó Uki bảo có chuyện muốn nói với cô. Tim Yumi đập rất nhanh, cô nghĩ thầm chắc Uki sắp tỏ tình với mình. Bỗng nhiên Uki hỏi, chị có muốn đi xem mắt không? Yumi vui mừng quá sớm rồi, Uki bảo muốn giới thiệu anh trai cho cô, vì thấy hai người họ rất xứng đôi. Những lời này có nghĩa Uki không hề thích cô. Yumi cố gắng gượng cười hỏi thẳng Uki, cậu thì sao? Cậu có bạn gái rồi à? Không, em chưa có. Hóa ra là có người trong lòng rồi à? Vâng. Thật sao? Bất ngờ thật đấy. Oa, tò mò thật đấy. Không phải con gái. Nghe thấy lời này, Yumi thật sự rất muốn khóc. Thế giới trong não cô bị ngập lụt, đến máy kiểm soát biểu cảm cũng hỏng rồi. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc lớn. Mà người đàn ông lôi thôi này tên là Gu-ung, là nam chính của phim này và cũng là anh trai của Uki. Uki đưa thông tin liên lạc của Yumi cho anh ta. Mặc dù Gu-ung không muốn xem mắt nhưng em trai liên tục bảo anh gặp thử xem. Gu-ung cũng hết cách đành phải chủ động liên hệ với Yumi. Hôm sau, Gu-ung đi dép lê mặc quần đùi đến điểm hẹn. Thực ra anh ta cố ý mặc như này. Gu-ung tưởng đối tượng xem mắt rất xấu nên ăn mặc tùy tiện rồi đi. Nhưng khi đến đó và gặp được Yumi, anh rất kinh ngạc, ai ngờ đối phương là mỹ nữ, hơn nữa còn trông rất đáng yêu. Đầu anh bỗng chốc trống rỗng. Yumi thấy người này giống tên ngốc. Sao anh ta không nói chuyện? Là tên ngốc à? Đầu tóc kiểu gì vậy? Tưởng mình là Beethoven chắc còn để dâu nữa chứ. Ghét quá đi. Anh ta còn đi dép lê mặc quần đùi đến đây, trông cực kỳ bất lịch sự. Yumi mới thất tình không lâu, cô chẳng có tâm trạng đi xem mắt. Tế bào trong não cô đành phải kiểm soát biểu cảm, giúp cô gắng gượng cười. Chào anh, tôi hay nghe Uki nhắc đến anh. Ai ngờ đối phương lại ngốc như vậy. Yumi vẫn cố nhẫn nhịn rủ anh ta đi ăn. Do Gu-ung quá căng thẳng, khi vào nhà hàng thì đâm thẳng vào cửa. Yumi thấy anh ta cực kỳ ngu ngốc, chán không muốn nói. Sau khi vào tiệm, Gu-ung lại kể chuyện cười nhạt nhẽo. Khi một quý ông giới thiệu bản thân, cô biết họ sẽ nói gì không? Nói gì ạ? Xin xem đăng. Yumi chỉ có thể cười gượng. Phải vậy chứ.